Tố Lan, Tổng nhìn này, thật là đáng yêu quá đi. Quách Mama, cháu đích tôn của Thẩm gia sẽ mau chóng trở về nhà thôi. Bà phải vui mừng tươi cười lên, đừng có mặt mày cao có như vậy. Nhà đầu, cô tâm tư thâm sâu. Cô lợi dụng nhị thiếu phu nhân để nhị thiếu phu nhân nói, nếu như không cho cô trở về cùng với cô ấy thì cô ấy sẽ không về, có đúng không? Sao bà lại nói vậy? Ta lợi dụng Tố Lan khi nào chứ? Ta đây là đang đảm bảo sự an toàn cho Tố Lan và đứa bé. Nhỡ may đến lúc Thẩm Bá Kỳ lại muốn giở trò quỷ quái gì để dồn hai mẹ con họ vào chỗ chết, vậy thì khi đó phải làm sao? Ta sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của hai mẹ con họ. Bà định chịu trách nhiệm như thế nào? Bà có thể luôn nhìn chằm chằm Thẩm Kỳ Bá suốt 12 canh giờ trong ngày không? Bà có thể luôn theo dõi nhà bếp hôm nay làm món gì, ăn cái gì? Ta không tin phụ nhân sẽ để cho cô bước vào cửa Thẩm gia trang một bước. Nếu Quách Mama cảm thấy là mẹ sẽ không cho phép đầu đậu quay về, vậy Tố Lan cũng sẽ không trở về. Phu xe, mau dừng xe lại đi. Nhị thiếu phu nhân, cô gọi phu xe làm gì? Tố Lan tính sẽ cùng với đậu đậu nương tựa lẫn nhau, không trở lại Thẩm gia. Được, được, xem như cô lợi hại. Nhị thiếu phu nhân, cô vẫn còn trong tháng ở bên ngoài gió lớn, dễ bị cảm lạnh. Dừng xe. A Đồ, đi hỏi thăm xem bà lão khi nãy sống ở đâu. Dân. Tiểu thư, đón họ về rồi. Con nha đầu đó cũng ở trong xe. Nha đầu. Đậu đậu. Sao bà lại dẫn cô ta về đây? Nhị thiếu phu nhân nói nếu không cho đậu đậu trở về cùng cô ấy, cô ấy sẽ không trở về. Nó dám hả? Chúng ta về đến nhà rồi, lát nữa dì sẽ ru con ngủ nha. Đứng lại. Phu nhân, mẹ đang gọi con sao? Đừng đậu đậu, cô đừng có giả ngốc với ta. Mama, ôm lấy đứa bé để cho cô ta đi đi. Chuyện này... Tiểu thư, đứa bé này người khác vừa đụng vào là nó khóc toáng lên. Chỉ có đậu đậu ôm nó mới không khóc. Trẻ con khóc lóc thì đó là có chuyện gì kỳ lạ. Mau ôm lấy nó đi. Nào, trả con lại cho ta. Đừng khóc, đừng khóc. Đậu đậu, ngoan nào. Sao con lại đưa đứa bé cho cô ta ôm? Mama, ôm đứa bé đi. Mẹ, cầu xin mẹ, đừng đuổi đậu đậu đi có được không? Giờ đến lời của ta con cũng không nghe. Tố Lan không dám, chỉ là đứa bé này thật sự rất có duyên với đậu đậu. Tố Lan muốn mời đậu đậu giúp con chăm sóc nó một thời gian. Ta không đồng ý. Là Tố Lan quay về sao? Cha, Tố Lan, sao con lại quỳ ở đó? Bá Kỳ, mau ra đỡ Tố Lan đứng dậy, mau. Được rồi, đứng lên đi. Tố Lan, con nói xem, con cũng thật là có ấm ức gì thì cứ nói ra đi. Đang bụng mang dạ chữa lại chạy ra ngoài một mình thật là quá nguy hiểm. May mà hai mẹ con của con không có chuyện gì, cả hai đều bình an vô sự. Nhỡ may xảy ra việc bất trắc gì, ta và mẹ con rất có lỗi lớn với con. Đứa bé đâu? Mau đưa cho cha xem. Ở đây ạ. Đậu đậu, sao con lại ở đây? Con... Sao lại hắt xì hơi rồi? Chuyện này mau bế vào trong nhà rồi nói sao? Cứ ở đây hứng gió lạnh như thế này thì cũng không ổn đâu. Mau vào nhà đi rồi nói. Vâng ạ. Bà Bảo về nhà rồi, có vui không? Dear,
Cha có biết không, khi đó Tố Lan nằm trên giường bệnh, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không hay, nằm mất 3 ngày 3 đêm mới sinh ra được đứa bé này. May mà có Bồ Tát phù hộ, hai mẹ con họ đều bình an. Bá Kỳ, tên súc sinh như con không mau quỳ xuống. Cha, con, ta bảo con quỳ xuống, có nghe không? Mau nhận lỗi với Tố Lan. Nếu hôm nay nó không tha thứ cho con thì con vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện đứng lên. Nhị thiếu phu nhân, cô xem Bá Kỳ thiếu gia đã biết mình sai rồi. Quách Mama, không cho phép bà nói đỡ cho nó. Cô gia, nó bị bà chiều đến mức mà không biết trời cao đất dày là gì. Hôm nay ta không dạy tốt nó sẽ vĩnh viễn không biết hối cải. Tố Lan, ta biết sai rồi, nàng tha thứ cho ta nha. Được rồi, con mau về phòng đi. Đậu Đậu, may mà có con, nếu không ta cũng không biết là Tố Lan đã chịu nhiều ấm ức như vậy. Cha, tính khí con như thế nào đâu phải là cha không biết. Con chính là thích giữa đường gặp chuyện bất bình, chẳng tha, không có gì đâu. Đúng vậy, Đậu Đậu. Ta luôn muốn nói một tiếng cảm ơn với con. Nếu như bá Nam không nhờ có sự kiên trì của con quyết định làm thủ thuật khai lò, thì nó không thể hồi phục sức khỏe như bây giờ được. Thẩm gia của chúng ta thật sự là nợ con quá nhiều. Lão gia, không bằng chúng ta đem cửa hàng lương thực ở con đường phía đông tặng cho đường cô nương coi như là món quà cảm ơn. Lão gia thấy có được không? Không cần đâu mẹ. Đường cô nương, cô đã không còn quan hệ với thẩm gia chúng ta. Cô gọi ta là mẹ như vậy, ta không gánh vác nổi đâu. Đậu Đậu, không sao. Nếu như con bằng lòng gọi một tiếng cha, ta sẽ vô cùng vui mừng. Chỉ trách thẩm gia của chúng ta phúc mỏng, không giữ được người con dâu tốt như con. Không sao cha, không thể làm con dâu của cha, nhưng giờ con còn có một cách xưng hô khác, chính là bảo mẫu của tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm. Cô nói lung tung gì vậy? Cô cũng chưa từng sinh em bé, sao lại có thể chăm sóc cho nó? Mà, mau bế đứa bé qua đây. Bảo, không khóc. Tiểu thư, cô xem này. Không khóc. Không khóc. Ngoan nào, không khóc. Ngoan, đừng khóc nữa. Ngoan, đừng khóc. Cha mẹ, xin hai người hãy cho Đậu Đậu ở lại có được không? Tố Lan quỳ xin hai người. Cầu xin cha mẹ, con đang làm gì vậy hả? Không khóc. Cha mẹ, từ sau khi đứa bé được sinh ra, nó luôn khóc lóc, quấy rối không ngừng. Ngay cả đến đại phu cũng không có cách nào. Cô xem chuyện này, nhưng chỉ cần gặp Đậu Đậu, nó sẽ ngoan ngoãn uống sữa, đi ngủ. Vì vậy, xin cha mẹ đừng đuổi Đậu Đậu đi có được không ạ? Chuyện này, chỉ sợ làm như vậy sẽ khiến cho Đậu Đậu chịu nhiều ấm ức. Không đâu. Ai bảo con là gì Đậu Đậu của Bảo chứ? Đúng phải vậy không Bảo Bảo? Bảo Bảo, có đúng vậy không nào? Con cười rồi Tố Lan, mau nhìn xem nó cười rồi nè. Bảo Bảo, đợi sau khi con khôn lớn, dì Đậu sẽ dạy cho con trổ dế, bắt bướm có được không? Nàng xem, ngay đến đứa bé cũng đồng ý rồi. Hơn nữa, đứa bé này có duyên với Đậu Đậu như vậy, không thì cứ như vậy đi. Đậu Đậu, con đặt cho đứa bé một cái tên. Con hả? Cha, chuyện này không được hay cho lắm. Bảo Bảo là cháu đích tôn của thẩm gia, nên để cho cha đặt tên mới đúng chứ. Vậy được, nó đã là bảo bối của thẩm gia, không bằng cứ gọi nó là Gia Bảo nhé. Khi chậm đứa bé này, Gia Bảo, tương lai có thể vui vẻ, bình an mà khôn lớn là tốt rồi. Gia Bảo, quá tốt rồi. Bảo Bảo, con có nghe thấy không? Con có tên rồi đó. Tên của con là Gia Bảo, bởi vì con là bảo bối của thẩm gia. Vậy, gọi con là Thẩm Gia Bảo. Thẩm Gia Bảo. Người nói cái gì? Bà ấy luôn sống ở Thẩm Gia Trang ạ. Vâng. A Đồ, người làm việc thế nào vậy? Ta muốn người đi đến Thẩm Gia Trang nghe ngóng rõ ràng mọi chuyện ở đó. Tại sao giờ ngươi mới phát hiện ra bà ấy? Tiểu nhân cho rằng điều mà chủ tử muốn quan tâm là người nhà của trang chủ Thẩm Gia Trang. Vì vậy đã không nghe ngóng cẩn thận về hành tung của nô tài trong trang. Hỗn xược. Tiểu nhân đáng chết.
Ta hỏi ngươi, Thẩm gia đối xử với bà ấy thế nào? Mấy năm nay có từng bắt nạt bà ấy không? Tiểu nhân đã hỏi thăm, Quách Mama đã sống 20 mấy năm ở Thẩm gia Trang. Trang chủ, phu nhân và bà ấy ngang vai ngang vế đối xử bà ấy như là người thân trong nhà. Biết người biết mặt mà không biết lòng, ai biết trong lòng bọn chúng đang tính toán chuyện gì? Ngươi còn quỳ ở đó làm gì hả? Mà người đón lão phu nhân về đây cho ta. Dừng. Đợi đã. Đứng lại, đứng lại. Không được chạy. Đứng lại. Tiểu nhị ca, tình hình thế nào rồi? Công tử xin đừng quá đau buồn. Lão phu nhân bà ấy đã tự giận rồi. Mẹ. 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 Ta phải báo thù. Mẹ. Hơn 20 năm rồi, con vốn luôn cho rằng là do con liên lụy đến mẹ, khiến cho mẹ treo cổ tự giận, sớm an nghỉ nơi suối vàng. Thật không ngờ mẹ vẫn còn sống trên cõi đời này, hơn nữa còn sống ở trong gần tầm mắt con. Nếu biết sớm như thế này, con đã lập tức tới kinh thành đón mẹ về nhà, để mẹ có thể an nhàn hưởng phúc, để mấy năm nay mẹ có thể sống những ngày tháng vui vẻ thoải mái. Chủ tử, trời sắp sáng rồi, không bằng ngài hãy lên giường nghỉ ngơi chút đi. Chủ tử, hay là người để cho tiểu nhân đi đón lão phu nhân về, cùng chủ tử hưởng thụ hạnh phúc mái ấm gia đình. Ta nghĩ chuyện này hãy để sau đi. Lúc này hầu gia đã chuẩn bị khởi binh, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. A Đồ, sau khi trời sáng hãy đem bức thư này đến đưa cho hoàng giáo chủ của Bái Nguyệt giáo, bảo hắn chuẩn bị việc dẫn quân tấn công kinh thành cho tốt. Đợi đã. Ngươi hãy phái một người thông minh nhanh nhạy theo dõi Thẩm gia Trang, có chuyện gì thì bẩm báo ngay cho ta. Xin chủ tử yên tâm, tiểu nhân đã an bài thỏa đáng chuyện này rồi, sẽ bẩm báo mọi chuyện kịp thời. Mẹ, xin mẹ hãy nhẫn nại chờ đợi một chút. Chỉ cần hầu gia lên tiếng kêu gọi, đuổi hoàng đế đẩy minh ra khỏi kinh thành, con trai của mẹ sẽ đứng dưới một người mà trên cả vạn người. Đến lúc đó con sẽ phụng dưỡng mẹ thật tốt, sẽ không bao giờ rời xa mẹ nữa. Tiểu gia bảo, ta nhờ có phúc của con mới có thể bước vào trong cánh cổng của Thẩm gia. Nếu như con có thể khiến cho đại bá phụ của con khôi phục lại trí nhớ, ta sẽ cho con ăn đậu phụ của Đường gia miễn phí cả đời, có được không? Con cười rồi, cười chính là đồng ý rồi. Tố Lan, con trai của muội đồng ý rồi đây này. Nó nói được. Nó còn nhỏ như vậy sao có thể chứ? Tố Lan, cảm ơn muội đã bằng lòng giúp ta chuyện này. Đậu Đậu, Tấu đừng nói như vậy mà. Từ sau khi muội gả vào Thẩm gia, Tấu là người đối xử tốt nhất với muội. Muội thấy Tấu và Bá Nam tự nhiên lại bị chia cắt một cách không sao hiểu được, ở trong lòng muội cũng cảm thấy rất khó chịu. Nếu như lần này có thể giúp Tấu là Bá Nam khôi phục trí nhớ, cũng có thể coi như là muội đã làm được một việc tốt rồi. Tố Lan,
Quách mama, muộn thế này rồi sao bà còn qua đây? Ta có một kim tỏa phiến trường thọ trăm tuổi muốn tặng cho Tôn thiếu gia. Vậy để ta đeo cho nó. Đưa cho ta. Không không, để tự ta làm. Đây là ta muốn chúc phúc cho Tôn thiếu gia. Đây là chút tấm lòng của bà lão này. Kim tỏa phiến đeo ở cổ chân, sống lâu năm trăm tuổi, hay ăn chống lớn, hay ăn chống lớn. Quách mama, giờ đã muộn lắm rồi, Gia Bảo cũng phải đi ngủ. Bà đừng quên, nó là cháu đích tôn của Thẩm gia, không thể đụng vào. Cháu đích tôn của Thẩm gia.